là nơi bắt đầu của dãy Trường Sơn, biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lào. Nhìn từ đồng bằng duyên hải, dãy Pu Lai Lem như một bức tường thành cao vững chãi, trùng trùng điệp điệp, chất chồng cao thấp. Người dân Bắc Trung Bộ có cách gọi chung là núi Răng Màn. Khởi hành từ thành phố Vinh theo quốc lộ 7 đến ngã ba Khe Nằn với độ dài khoảng 200 km, rẽ trái trên con đường tuyệt đẹp mới mở vài năm nay. Đường uốn khúc quanh co, tầm nhìn trải rộng một vùng núi mênh mông, đi thêm 26 km nữa là đến trung tâm xã Na Ngoi. Bạn có thể đi đường cũ từ Khe Kiền trên quốc lộ 7 vào Nậm Cán rồi lên Na Ngoi. Tuy nhiên, khó đi vì đường xuống cấp. Nếu may mắn, bạn có thể là khán giả của một trận đấu bò của cộng đồng người Mông trên một đấu trường ven đường. Bây giờ tụi mình mặt trăng là tôi chỉ cho chó, vậy tụi nó mà tụi mình Theo cách giải thích của người dân tộc Thái tại địa phương, Pu là núi, Sai là cát, còn Lai Len là lạnh hơn. Pu Sai Lai Len nghĩa là núi có nhiều cát và rất lạnh. Về góc độ địa lý, dãy núi này được hình thành từ khối granite tuổi trung sinh xâm nhập vào nền móng uốn nếp cổ sinh muộn. Trên núi có nhiều cát do sự phong hóa vật lý, chủ yếu do nhiệt, tác động mãnh liệt vào đá granite. Đá bị phong hóa tạo các sản phẩm phong hóa là các thạch anh tích tụ ở chỗ trũng hay ngay trên các bề mặt phong hóa bằng phẳng. Còn lạnh thì nguyên nhân chính là do giảm nhiệt độ theo độ cao, do đỉnh núi ở độ cao là 2.720m. Na Ngoi ở độ cao 1.060m, chinh phục đỉnh Pu Sai Lai Len cao 2.720m với độ chênh lệch địa hình lên đến 1.660m. Bạn có thể lựa chọn một trong hai phương án trong hành trình xuyên mây và chốn bồng lai của mình. Lựa chọn thứ nhất là cung đường 10 km, đi xe bán tải hay xe máy 17 km từ Na Ngoi đến Muộng Mú, độ cao 1.900m, dừng tại trạm biên phòng, tiếp tục theo đường tuần tra biên giới 14 km bằng xe máy thuê tại trạm biên phòng. Đường sạt lở nhiều, đường mòn cho xe máy đôi lúc phải men qua các khe sâu ngổn ngang đất đá. Sau đó, trích 3 km dọc đường tuần tra đến km 18 đường tuần tra biên giới ở độ cao 2.450m. Vượt một ta luy cao xuyên rừng rêu ẩm ướt dài 2 km là đến mốc 422. Từ mốc này, đi bộ xuống một yên ngựa nhỏ là đến đỉnh Pu Sai Lai Len 2.720m, nóc nhà của Bắc Trung Bộ. Sau đó, quay lại đường cũ, xe máy đón đưa về Buộc Mú rồi xuống Na Ngoi. Lựa chọn thứ hai là cung đường 17 km, thuê xe máy theo đường trải nhựa 6 km, đi ngược ra Phù Cả, độ cao 1.060m, vượt dốc lên đường tuần tra biên giới 8 km, độ cao 2.400m, đi dọc theo đường tuần tra 2 km đến km 18 ở độ cao 2.450m. Sau đó xuyên rừng rêu 2 km đến mốc 422 và đỉnh Pu Sai Lai Len 2.720m. Lượt về, check 5 km đến đường tuần tra biên giới, nơi xe máy có thể đón đưa về Buộc Mú rồi xuống Na Ngoi. Pu Sai Lai Len như cô sơn nữ mộc mạc nhưng kiêu kỳ, biết cách trưng diện theo mùa. Mùa hè, cô mặc chiếc áo màu xanh mát rượi. Mùa đông, kiêu hãnh với chiếc áo vàng rơm, đôi lúc ẩn hiện trong băng tuyết. Tuy nhiên, nàng còn khép cửa đối với khách lãng du. Trong tương lai gần, rất gần, chương trình khám phá Pu Sai Lai Len sẽ được giới thiệu với sự tham gia của trạm biên phòng Na Ngoi, chính quyền địa phương các cấp tại Kỳ Sơn
và cộng đồng các dân tộc tại Nangoi. Hãy liên hệ Exotic Việt Nam để có thông tin chi tiết về chuyến đi nếu bạn có kế hoạch trở thành những du khách đầu tiên chinh phục nàng Pusai Lai Leng. Không thổi. Em có lấy dương thổi thì để thì. Kéo nữa ấy. Đây trống quá. Đó cày nếu lại đẩy. Lên bắt quên. Đẩy giờ đặt. Chụp chưa chụp chưa. Bê. Rồi quay rồi quay đấy. Đặt đó. 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 Đ